Thường ở nhà tôi hay dùng sữa đặc để làm bánh lăng và sữa chua. Đây là hai món mà nhà tôi thường sử dụng nhất. Em hay dùng sữa đặc để làm sinh tố, làm cà phê sữa, ăn với bánh mì. Với các món mặn thì trước đây tôi chưa từng dùng thử với sữa đặc. Tôi cũng chưa biết là vị của nó sẽ như thế nào cả. Khi mà nấu đồ ăn mặn với sữa đặc á, thì em nghĩ là đồ ăn nó sẽ béo hơn bình thường chút. Mà thay vì dùng đường á, thì mình dùng sữa đặc thay thế thì nó sẽ khiến cho món ăn nó thêm đậm đà hơn. Xin chào quý vị khán giả, rất vui chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục ẩm thực cuộc sống. Và qua cuộc khảo sát nho nhỏ vừa rồi thì quý vị cũng thấy là hầu hết các chị em nội trợ đều sử dụng sữa đặc để chế biến các món ngọt, ví dụ như là làm các loại thức uống hay là các món bánh chẳng hạn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì một số chị em cũng đã xem sữa đặc như là một bí quyết để mang đến những món ăn ngon cho gia đình của mình. Khi mà chúng ta biết kết hợp sữa đặc với nhiều nguyên liệu khác sẽ có thể cho ra những món mặn rất là thơm ngon và hấp dẫn. Hãy cùng lần lượt khám phá với gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày quý vị nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với món mực nướng sữa đặc được chế biến bởi đầu bếp Võ Quốc. Dạ, chào Tuyết Vinh. Thật ra thì trong clip vừa rồi á, thì mọi người thường á, thì hay sử dụng sữa đặc để làm những món ngọt. Nhưng mà đối với Quốc là đầu bếp thì lúc nào cái sữa đặc ông Thọ cũng phải có trong cái tủ lạnh của mình. Thì có thể mình pha cà phê hoặc là pha bạc xỉu, mình chấm bánh mì mình ăn. Rồi đôi khi thì cái sữa đặc đó là với Quốc là để tẩm ướp những cái món ăn. Và bởi là khi mà làm chương trình này thì cái đầu tiên á, Quốc muốn giới thiệu đến là một cái món mà có nghĩa là mọi người cứ nghĩ cái ra ngoài nó sao, ở ngoài họ nướng đồ ăn nó ngon quá. Có thể là do là họ có cái đồ nướng nó rộng hơn, hoặc là họ nướng chuyên nghiệp mỗi ngày họ canh lửa thì ăn nó sẽ ngon hơn, nó ngọt hơn. Mà thật ra thì cái bí quyết để làm cho những cái món nướng để ngon hơn á, thì tất cả các nhà hàng đều có cái sữa đặc này vào để thay thế cái đường. Rất là hấp dẫn. Món mực nướng sữa đặc Tuyết Vinh nghe qua thì thấy có vẻ như nguyên liệu cũng khá là đơn giản đúng không anh Quốc? Để thực hiện món này thì những cái nguyên liệu thì rất đơn giản thôi. Mình sẽ có là mực nè, có là ngũ vị hương, ớt, sả, tỏi, sữa đặc. Rồi đầu tiên thì mình sẽ cái phần mực một nắng này nè, mình mua về và mình lựa cái con mực đó, nó dày tí xíu. Mình thấy nè, nó nhỏ cũng được nhưng mà nó phải dày đó. Rồi xong mình sẽ khứa vài đường lên trên đây. Cái phần khứa này là để cho gia vị thấm hay sao anh? Đúng rồi, để cho cái gia vị nó thấm vào. Thật ra thì Vinh đi đến các cái vùng biển thấy người ta bán mực một nắng rất là nhiều, nhưng mà chưa có hiểu rõ được là mực một nắng thì người ta sẽ làm như thế nào anh Quốc hả? Thật ra cái mực một nắng là cái mực khi đánh bắt xong đang còn tươi, và họ sơ chế và lột da và xong sau đó là mang phơi đúng một nắng thôi, mà phải nắng gắt nha. Thường là những trời nắng gắt thì họ mới làm mực một nắng được. Đó thì cái mực nó hơi héo héo giống vậy. Đó thì mình nướng lên nó sẽ dai, nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái thố như vậy, mình sẽ cho những cái gia vị vào để mình quậy đều hết, xong bắt đầu mình mới cho mực vào ướp. Một thìa ăn cơm sả băm nè, tỏi thì Quốc cũng dùng một thìa luôn. Ớt á, thì Quốc sẽ dùng cỡ một muỗng cà phê. Và ngũ vị hương Quốc cũng dùng khoảng một muỗng cà phê như vậy. Cho sữa vô luôn hay sao anh? Mình sẽ cho sữa vào luôn, nhưng mà trước đó thì mình sẽ trộn gia vị và mình dùng cái muỗng mà inox mà nó cứng như vậy nè. Mình nén nó xuống để cho nó ra được cái tinh dầu tiếp tục của ớt với lại tỏi cũng như là sả. Đó thì mình ướp vào thì cái tinh dầu nó sẽ thấm vào trong mực, nó sẽ ngon hơn. Và cái ngũ vị hương á, nó sẽ đều hết trong cái phần gia vị này. Rồi Quốc sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm, rồi khoảng một muỗng cà phê nước mắm. Rồi Quốc sẽ cho khoảng là một muỗng ăn cơm sữa đặc vô. Vậy khi mà mình sử dụng sữa đặc cho món ăn này mình sẽ không cho đường thêm nữa anh hả? Đúng rồi, mình sẽ không cho đường vào nữa. Và Tuyết Vinh cũng thấy là cái sữa đặc này nè, nó rất là sánh. Khi mình cho vào mình trộn đều nè, và nó sánh như vậy thì nó sẽ làm những cái gia vị ở trong này gồm có nước mắm, hạt nêm, rồi tỏi, ớt, sả, nó sẽ đều vị với nhau. Bây giờ mình sẽ cho mực vô. Và trong món này chắc chắn là mình sẽ phải có dầu ăn. Nhưng mà nếu chúng ta cho dầu ăn vào đây rồi chúng ta mới cho mực vào ướp á, thì cái gia vị á, nó sẽ không thấm vào trong mực, từ dầu ăn nó sẽ áo hết cái phần mực này rồi. Bởi vì cũng biết là với cái cách ướp này á, chúng ta cũng có thể là mình ướp được thịt heo nè, thịt bò nè, với cái gia vị như vậy. Nhưng mà thực sự là Vinh cũng vẫn còn hơi một chút tò mò cái hương vị cuối cùng sẽ như thế nào. Tại vì thông thường mình ăn những cái gia vị bình thường như là đường hay là muối mình nêm vào mình đã quen rồi, thì không biết là sữa thì nó có làm cho cái món ăn của mình cái vị nó lạ hơn không? Thì Quốc nghĩ không biết là cái vị nó như thế nào, nhưng mà mình chắc chắn mình khi mình làm món này xong thì nó ngon giống như là những cái món nướng của nhà hàng. Nó chỉ là vậy thôi. Dạ. Khi mình ướp gia vị xong á thì mình để nó qua đêm thì nó sẽ ngon hơn. Dạ. Còn không á thì ít nhất là cũng khoảng 30 phút. Dạ. Bắt đầu chúng ta đem nướng. Còn đây không có thời gian thì Quốc sẽ nướng trước, nướng nhanh để cho Vinh thưởng thức cái phần ngoài ha. Dạ. Đúng không? Và với cái cách nướng này á thì chúng ta có thể nướng trên than hoa, mình cho vào trong cái vỉ như thế này. Dạ. Rồi mình kẹp lại, mình nướng trên than hoa. Hoặc là mình cho vỉ xong mình kẹp lại, mình định hình con mực xong mình cho vào trong lò nướng. Hôm nay thì Quốc nướng bằng cái lò nướng này. Trước khi cho mực vào thì mình sẽ cho dầu ăn vào. Mình cho dầu ăn vào thì nó khi mình nướng thì cái miếng mực cũng như là nếu mình cho miếng thịt thì nó sẽ tươi hơn, nó mướt hơn. Rồi, và với mình nướng bằng lò thì mình bật cái nhiệt độ nó lên là 250 độ là nhiệt độ cao nhất. Và mình chỉnh cái chế độ là đối lưu. Nó sẽ nướng vòng vòng và nướng trên nướng dưới luôn, hai mặt. Wow, rất là nóng rồi. Rồi, mình đậy lại thì khoảng 15 phút sau là 15 phút. Anh Quốc ơi, Tú Vinh nghe thấy có mùi thơm rồi đó. Sau 15 phút là chắc chắn là sẽ thơm rồi. Cái màu rất là hấp dẫn anh ha. Đó, mực khi mình kẹp vào trong vỉ thì nó sẽ định hình được. Gắp mực cho ra thớt ha, tí mình còn cắt miếng vừa ăn nữa. Rất là thơm. Nhưng mà cái màu sắc khi mà mình nướng xong quả thực nó rất là đẹp đúng không anh? Thì đây có phải là do mình ướp bằng sữa để cái màu của nó ra đẹp như vậy không? Đúng rồi, cái màu mà đẹp được vậy là một phần là cũng là nhờ sữa. Dạ. Đó. Thì cái phần sữa nó vừa ngọt mà nó lại làm cho cái sữa nó sánh đó. Nó ngọt thì khi mình nướng lên nó ra được cái màu như vậy. Ôi, nhìn cái món mực nướng nè, ban đầu mình thấy cách chế biến thì rất là đơn giản, thành quả quý vị xem. Wow, rất là thơm anh ơi, bây giờ không có chịu được nữa, phải thưởng thức ngay thôi. Bây giờ mời anh Quốc nha. Đây, mời Tiết Vinh. Hình như cái này là gia vị của mình cũng đã vừa rồi, cho nên mình không cần phải thêm một cái sốt nào nữa hết không? Thật ra thì cái món này á, mình có thể mình chấm tương ớt, còn để ngon hơn, để tăng vị hơn, cầu kỳ hơn á thì mình sẽ chấm một cái loại nước chấm, nó là mình cũng pha từ, nó có sữa đặc nè, nước cốt dừa nè, rồi nước tương với lại cái tương hạt mình xay nhuyễn ra mình trộn lên. Rồi sau đó là mình sẽ cho là sả, tỏi, ớt, mình cho vào mình trộn lên ăn rất ngon. Anh Quốc ơi, Tú Vinh thấy là bây giờ cũng hơi khó, hay là bây giờ mình thưởng thức hết cái dĩa mực này đi rồi mình hãy chia sẻ cảm nhận được? Không thì bây giờ chia làm hai đi, hồi nãy mình anh nướng hai con phải không? Tú Vinh con anh con. Dạ, bây giờ. Dạ, thật ra thì Tú Vinh muốn đùa một chút xíu để quý vị thấy là cái món mực nướng sữa đặc này nó ngon và nó đặc biệt như thế nào. Bởi vì khi mà quý vị ăn thử một miếng, chắc chắn là quý vị sẽ muốn ăn hết nguyên một con mực luôn. Cái vị sữa đặc nó sẽ có, nó làm cho cái món mực của mình nó có thêm cái vị ngọt thanh và hơi thơm, của mùi sữa. Rồi và khi mà mình thưởng thức như vậy là đúng, nó sẽ giúp hòa quyện các cái gia vị lại. Thành ra mình ăn mình sẽ thấy lúc nào cũng sẽ có đầy đủ các cái vị là mặn, ngọt, rồi cay cay của ớt ở trong đó, và rất là đặc biệt thưa quý vị. Và có một điều muốn chia sẻ là với cái món mực nướng sữa này á thì mình có thể mình áp dụng được với một số loại thịt. Nhưng mà là khi mà các bạn nấu cho người Bắc ăn á thì mình hay sợ là nó sẽ bị ngọt, nó khó ăn. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là nấu với sữa đặc á, để ướp trong cái món này thì không bao giờ bị như vậy. Đó, nó sẽ không ngọt lắm, nó ngọt thanh thanh, nó nhẹ nhẹ. Và khi ăn nó cảm nhận là sẽ không bao giờ có đường trong đó. Và Tú Vinh đã thực sự cảm nhận được điều đó, và hy vọng là quý vị khán giả khi mà chúng ta thực hiện ở nhà thì quý vị cũng sẽ có được những cái vị thơm ngon giống như là đầu bếp chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn anh Võ Quốc rất là nhiều, và hy vọng quý vị khán giả của chúng ta cũng đã có thêm những cái bí quyết để có được những món ăn ngon cho gia đình của mình. Và đặc biệt là sữa đặc thì gia đình nào chúng ta cũng có sẵn ở nhà đúng không nào? Ngày hôm nay quý vị hãy thử chế biến món mới cho gia đình của mình nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tú Vinh và đầu bếp Võ Quốc xin chào và hẹn gặp lại.